Hãng xe điện VinFast cam kết hiến tặng gần 3 mẫu đất để bảo tồn nhà thờ Marriott hạt Charleston. Crew, Bắc Carolina ngày 25 tháng 7 năm 2023, hãng xe điện VinFast công bố nguyện vọng hiến tặng đất thuộc dự án xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Charleston, Bắc Carolina để bảo tồn nhà thờ Marriott. Bên cạnh đó, VinFast cũng sẽ hỗ trợ nhà thờ tìm kiếm các nguồn lực khác hỗ trợ việc di rời. Nhà thờ Marriott tọa lạc gần dự án nhà máy sản xuất ô tô điện đã được cấp phép của VinFast. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1888 và đã trở thành điểm đến của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Theo kế hoạch dài hạn về việc nâng cấp và cải thiện giao thông, nhà thờ Merriok sẽ bị phá hủy, bao gồm tháp chuông tuyệt đẹp đã tồn tại hơn 130 năm. Với tinh thần vì cộng đồng, VinFast đã chia sẻ với nhà thờ Merriok về nguyện vọng hiến tặng đất trong khuôn viên dự án nhà máy sản xuất xe điện của VinFast nhằm di rời và bảo tồn nhà thờ. Tổng diện tích đất VinFast dự kiến hiến tặng cho nhà thờ Marriott có thể lên tới 3 mẫu nằm trong khu vực đất của dự án tại Hill trên đường Tristan Chamber Church. Nguyện vọng của VinFast nhằm đảm bảo cho nhà thờ được tiếp tục bảo tồn và duy trì các giá trị tinh thần hiện hữu cho cộng đồng. Đại diện nhà thờ Marriott, ông Jerry Holden chia sẻ, Chúng tôi rất trân trọng lời đề nghị hào phóng của VinFast trong việc mang đến cho nhà thờ Marriott một ngôi nhà mới Điều này sẽ giúp cho giáo đoàn có thể ở lại trong cộng đồng mà chúng tôi gọi là nhà trong 130 năm qua. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc VinFast Sản xuất Mỹ cho biết, VinFast quan tâm sâu sắc đến ngôi nhà mới của mình tại Bắc Carolina và mong nhà thờ Marriott và giáo đoàn có thể ở lại trong cộng đồng. Ngoài việc hiến tặng đất, VinFast sẵn sàng làm việc với các đối tác để giúp xác định các nguồn lực khác nhằm hỗ trợ di rời nhà thờ. Hiện nhà thờ Marriott đang cân nhắc việc di rời và thiện chí của VinFast là một giải pháp duy trì nhà thờ và giáo hội cho người dân trong khu vực.